Chào mừng các bạn đã đến với Ốc Family. Hôm nay gia đình mình sẽ gấp một con bướm nha. Đây có con bướm vàng này, bướm xanh này. Và hôm nay là mình sẽ dạy bạn gấp con bướm hồng nhé. Nhớ cái bài hát trong con bướm hồng ấy. Đó. Các bạn nào mà chưa xem gấp chó, gấp thỏ, gấp chuột, và sắp tới mình cũng sẽ dạy cho các bạn gấp một con, gọi là con này, gọi là con Nguyên Ương. Nguyên Ương, chị Nguyên Ương nhé. Rồi hôm nay là gấp bướm thì bây giờ chuẩn bị vào gấp nhé. Rồi các bạn người xem kỹ và làm theo. Hôm nay mình sử dụng giấy màu hồng để gấp nhé. Thì khổ giấy thì vẫn là 20x20. Các bạn con bướm á, thì mình vẫn chưa có gấp thành thạo đâu. Thì nó cũng khó, cũng khá là khó gấp ấy, nên các bạn phải nhìn thật kỹ nhé. Mà mình cũng gấp cũng chưa được đẹp lắm. Đây là hai con màu vàng và màu đây, hai con màu vàng và màu xanh mà mình đã gấp. Thì nói chung là cũng thuộc dạng là 5 điểm thôi. Thì có thể các bạn xem clip này, các bạn nhìn theo mình, các bạn có thể làm được tới mức 7-8 điểm hay sao. Mà mình thì chỉ ở mức trung bình thôi. Gọi là hướng dẫn cho các bạn, không phải coi như là mình làm clip này cho các bạn xem, các bạn biết cách gấp và các bạn gấp đẹp hơn mình. Rồi, bây giờ mình bắt đầu vào gấp nhé. Rồi, như mọi lần thì mình thì thói quen là thường xuyên là mình cứ tạo nếp gấp. Các bạn cứ tạo nếp gấp đi nha. Đây, nếp hình tam giác. Tạo nếp gấp, nếp gấp trước để cái việc gấp giấy của mình nó sẽ dễ dàng hơn. Gấp cả nếp hình vuông nhé. Nếp đường thẳng này. Sau khi tạo nếp gấp rồi, các bạn lại tiếp tục làm gấp hình vuông cơ bản mỗi lần. Rồi, xong hình vuông cơ bản này. Tiếp tục chúng ta sẽ gấp hình nếp cơ bản. Tương tự ba mặt còn lại nhé, ba mặt còn lại. Xong rồi các bạn, đây người ta gọi là hình nếp cơ bản. Tiếp đến chúng ta sẽ gấp hình hoa lily cơ bản nhé. Bạn lật qua đây, kéo lên. Gấp vào. Tương tự cho ba mặt còn lại nhé. Thank you.
Về là mình đã làm xong hình hoa lily cơ bản nha, các bạn nhìn này. Đấy, hình hoa lily cơ bản, các bạn có thể làm tiếp là hình ra, tạo ra hoa lily cũng được. Thì còn bây giờ là mình đang cắt bướm nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ mở xuống lật ra tương tự ba vị trí còn lại nha. Tương tự mặt phần còn lại nhé, đây bạn nhìn nhé, và tương tự phần bên đây. Một nửa công đoạn này nhé, bạn hãy tiếp tục gập cái này phần này về ngược lại chỗ về. Rồi bây giờ tới mặt chấp đây hết cỡ nhé. Rồi, hai bên nhé, bên này, giờ bên này.
xanh gấp khoảng độ 2/3. 2/3 nha. Bắt đầu đi. Các bạn nhìn các nếp gấp mình chỉ nha. Đây. Ở đây nó có một cái đường gấp ở đây. Thì các bạn canh nhá. Đường chéo ở đây là một này. Đường thẳng xuống dưới đây là hai này. Đấy. Thì bạn làm thứ nha, bạn gấp theo cái đường thẳng ngay cái điểm này. Mình zoom lại gần nha. Đây, cái điểm này, điểm gấp này. Bạn gấp vào. Gấp ở đây, thẳng nha. Đấy, này, thẳng đều mà thấy chưa? Rồi, thì lúc đó chỗ này nó sẽ cộng lên. Cộng lên vậy thì bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ gấp lại. Gấp lại như này. Gấp lại như này. Đấy. Bạn nhìn nha. Sau đó bạn bung ra, tiếp tục cái đường chéo ban đầu lúc nãy mình chỉ đây đúng không? Đây mình chỉ đây, các bạn gấp vào đây, gấp vào đây, đó cái hình tam giác này, đây. Thì lúc đó bạn gấp ấn vào đây, đây, đó theo nếp gấp như thế này thì nó sẽ ra một cái hình như thế này, gấp đều, căng đều, rồi. Sau đó bạn gấp. Đây là cái đầu, cái này sẽ là phần đầu con bướm nhé. Thì các bạn gấp lên che phần đầu con bướm. Đây, che phần đầu con bướm. Ở đây nó cũng sẽ có nếp thẳng này, đều luôn. Đây, che phần đầu con bướm. Đây. Rồi. Và tiếp tục thì các bạn sẽ gấp, gấp cái này vào khoảng độ 2/5 nhé. 2/5 bắt đầu đây, đường phút này. Phần này gọi là phần 2/5 của cái phút nữa bên đây. Bạn gấp rồi. Xong, gấp rồi. Phần này sẽ làm râu con bướm nhé. Bạn nhìn kỹ nhé. Đây, đây. Bạn nhìn nhé. Đây. Đây. Rồi, vậy là cơ bản mình làm xong phần râu và mụn nữa rồi. Thì cái phần còn lại mình sẽ làm tương tự như phần bên phải mình vừa làm nhé. Để có được cái phần râu, cái râu bên trái. Cái phần cánh dưới á, cánh dưới thì mình sẽ gấp để có cái nếp nhé. Thì các bạn làm tương tự ở hai bên luôn, mình làm trước một bên này. Đây, các bạn có nhìn thấy cái nếp nhé. Bạn lại gấp ở đây. Đây mình lấy lại gần cho các bạn xem này. Các bạn gấp như thế này. Đây, này. Bóp đây này. Tương tự. Đây, tương tự phần còn lại bên đây luôn nhé. Là cũng sẽ làm tương tự. Tới cái công đoạn này thì các bạn nên sử dụng hồ dán nhé, hồ dán để dán lại cho nó chắc. Bây giờ mình sẽ tạo cánh nhé, tạo cánh. Các bạn nhìn cái nếp gấp nhé, tương tự đều cho cả hai cánh nhé. Thế mỗi lần gắn tới đây thì các bạn nhớ dán lại nhé. Tương tự đều bên cánh còn lại nhé.
thuộc phần cánh dưới đây bạn cũng canh đều nhé. Về đây á, thì thực ra là nếu cái này do các bạn làm đẹp hay là chuẩn hay không á, thì cái phần chính giữa đây á nó sẽ khít hơn, tại do mình làm chưa chuẩn nên cái phần chính giữa đây chưa có khít, các bạn thấy qua. Nếu mà các bạn muốn đẹp hơn thì các bạn nên sử dụng cái giấy hai mặt màu hồng luôn, thì lúc đó cái phần bên trong cũng là màu hồng, nó đỡ bị hiện cái phần trắng giống như mình là mình xài một mặt là màu hồng và một mặt là màu trắng nha. Rồi tới bước này thì các bạn cố gắng kéo tới phần này, mình sẽ kéo cái cánh về chính giữa càng sát càng tốt, kéo cái cánh về chính giữa lấy trung tâm và kéo cánh về chính giữa. Có thể mình sẽ dán lại nhé, dán lại, dùng hồ dán để dán lại. Sau khi kéo phần cánh vào chính giữa xong thì chúng ta sẽ tới cái phần đầu và phần trâu, thì kết thúc là sắp xong rồi nha các bạn. Các bạn bóp, cố gắng bóp, bóp này, đây, gấp đôi lại xong rồi bạn gấp phần đầu xuống, mở phần đầu đây, đây, gấp một lần nữa nha. Đây, cho cái đầu nó xuống nha các bạn. Đây các bạn biết đầu con bướm mà đúng không? Đấy. Này, nó sẽ như thế này. Đây nữa nha. Rồi, tới phần râu. Râu thì các bạn bóp sát vào đây, nhưng mà các bạn bóp dẹp nó lại. Dẹp. Tạo độ cong cho cái râu. Tạo lập thể, tới đây là mình đã hoàn thành xong cái phần con bướm rồi. Các bạn bóp dẹp cái phần thân con bướm lại bằng cách này. Bóp. Đó. Cánh thì các bạn làm cong cái cánh nhé. À, vậy là cuối cùng mình đã hoàn thành xong chú bướm hồng rồi nhé, cộng với lại chú bướm vàng và chú bướm xanh, thì các bạn thử xem chú bướm nào đẹp hơn giúp mình nhé. Thì các bạn bướm thì hiện tại mình vẫn cấp đã 3 lần rồi nhưng mà vẫn chưa có thể đều được, thì các bạn xem thử nhé. Đó, đây các bạn chọn một con chú bướm nào. Đến đây là kết thúc video rồi. Nếu các bạn thấy video này hay thì các bạn nhớ đăng ký ủng hộ cho Off Family nhé. Bạn nào thấy gấp được bướm đẹp hơn thì quay clip hoặc là hình lại gửi lên comment cho mình nha. Rồi các bạn muốn gấp những con nào hay hơn nữa thì nhớ nói mình để mình gấp thêm nhé. Bye bye. Bye mọi người. Nhớ like, comment, share, subscribe nha. Bye bye nè. Hey pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay.
tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna dance.